Vào chiều 21 tháng 3 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh thông qua Hiệp ước Tái thống nhất bán đảo Crimea vào Liên bang Nga. Trước đó, Hiệp ước này đã được cả Thượng và Hạ viện Nga thông qua. Vậy là chính thức từ bây giờ, nước Cộng hòa tự trị này chính thức là một phần của lãnh thổ Nga. Theo sắc lệnh vừa được ký, Liên bang Nga sẽ có tổng cộng 85 vùng, tăng 2 vùng so với trước. Ông Putin cũng ký một sắc lệnh công nhận Simferopol là thủ phủ mới của vùng Crimea trực thuộc Liên bang Nga, Điện Kremlin khẳng định. Sau khi ký ban hành sắc lệnh mới, ông Putin đã cảm ơn các nghị sĩ và tất cả những ai liên quan đến sự thay đổi lịch sử đối với các biên giới châu Âu này, vì những nỗ lực của họ khiến cho điều này xảy ra. Giai đoạn chuyển tiếp của Crimea để thay đổi các luật và quy định theo luật pháp Nga có thể cần đến năm sau. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người dân ở Crimea đã đổ xuống đường ăn mừng, họ đã reo hò trong niềm sung sướng. Còn tại Moscow, người dân đã ăn mừng chiến thắng bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên Điện Kremlin và các khu vực quan trọng khác.